là tiền gọi là tiền đen á, mà bên kia đổ vô đây rửa nhiều lắm. Mấy con mấy anh bởi vì ai làm từ thiện cái gì ở chỗ này á, mình phải coi cái đồng từ thiện á, nó cũng phải có gốc có gác. Một cái ngôi chùa hay là một cái nơi linh thiêng như mình để Thiên dành Long cho Giang tờ cho chúng thêm ta, chữ ký thiếu nó thiếu phải là em ha, tâm tờ giấy của á, nhiều người. Cái người nghèo nhất cũng tới đây thắp cây nhang thành kính cũng là cái tâm. Thì nó mỗi người chúng ta đều có công đức có cái lực, thì cái nơi này nó mới bền vững. Còn một cái nơi nào mà một nhóm người mà ở đâu tiền trên trời rớt xuống họ xây đó, nó không có bền đâu à. Em ơi, em có cơm trắng không? Cho anh chén cơm trắng này, đừng lấy gì hết, xịt nước tương được rồi. Bây giờ chỉ cần mặn mặn với no thôi. Xúc miếng cơm trắng. Ở đây. Có canh không? Người đó cho phụ xin chai nước đi. Có súp, có súp xem nào. Không có canh rồi, canh này nè. Cái này làm canh. Nó cũng dễ nuốt lắm, chú thích ăn thôi được rồi. Chứ giờ nó mệt nó hóc quá ăn. Ở nhà chú hãy ăn gì nè, chiên trứng vịt kho. Ở dưới quê ta vậy đó, chan nước lạnh ăn cơm là ngon. Số 1, mấy con thử đi. Chan nước dừa ngon lắm sư phụ. Chan dừa thì nó hơi ngọt ngọt phải không? Nước lạnh dễ nuốt. À, một thư nghe. Năm một thư này chỉ muốn tới đây trường cái mặt lên chửi công sản một chút. Không nhiều khi chửi công sản về bản công sản lên chức chứ lên lương trọng. Đâu biết. Tao gái cuốn. Hả? Này mà trứng rồng này mà anh đảo đó, cầu chỗ này nó thành thành phố à. Mấy cảnh này sao quay lại được. Nên hôm nay quay được gắn quay quan sơ quá mà.
trên thế gian này. Người Mỹ họ không nghe được cái tiếng này đúng không? Nhưng mà người Việt nghe được. Người Việt khắp năm châu, người ở Việt Nam trong nước cả trăm triệu người, họ cũng không bao giờ ngờ, không bao giờ hiểu nổi luôn, làm sao có được, làm sao có được một người mà sống cùng một cái thời điểm, cùng một ngày, một cái thời khắc mà hai thế giới. Chỉ có một người duy nhất à, Sư Phụ thôi. Nhưng mà Sư Phụ nói thật thì có những người theo dõi những kênh và những cái chứng minh và những lúc ba cái để Sư Phụ chứng minh cho tất cả người trên thế giới biết là Sư Phụ sống hai thế giới. Thứ nhất là Sư Phụ nói cái gì cũng trúng. Tiên tri thời nay là theo tháng, theo tuần á, nó không phải theo trăm năm nữa. Thứ hai, tất cả những vị tu và thượng lỗi lạc hay là Đức Giáo Hoàng này nữa cũng không có dám đặt cái bàn khánh mà tới trời á. Con chỉ đặt bàn khánh cúng tường thôi. Tới trời là gì? Tới trời là tất cả các chư Phật và các chư vị á, chỉ có thiên tử mới là được. Thứ ba, coi lên những người đó không có nghe tiên tri của những thời xưa của khắp thế giới tiên đoán đi. Thứ ba là chưa, nếu mà không phải là một người có chân mệnh, làm sao ai mà dám lập cái đạo lỗi lạc như những vô thượng sư hay là ông Lý Hồng Chí, cũng không có dám lập cái đạo nữa. Chỉ là môn phái thôi, nên nhớ nghe. Lập đạo mà là không đúng là mệt lắm á. Thì những cái đó, cái người mà vô minh nhất họ cũng phải biết ngồi họ phân tách á. Cái thứ ba mà cái thực tế nhất trên đời này, không có ai mà lấy tiền cá nhân mà đi đổ ra không, chưa bao giờ gây quỹ xin ai đồng nào. Còn những bà thầy hay những cả luôn những thầy Ta Tạng, cá nhân những ông cha, bất cứ cái tổ chức từ thiện nào của nhà thờ hay là Công giáo hay là Phật giáo, điều cuối cùng rồi là gây quỹ xin tiền không. Họ thiên chúng ta có bao giờ nghe cho hữu xin tiền không? Tiền là ma quỷ. Cái tâm mà thương cho phụ thương cha, đó là tiền của sư phụ. Thành tâm với cha mẹ, đó là cái sư phụ rất là cần. Mấy đứa con lỡ như đi về nhà hay là đi gặp ông thầy nào ông chùa, mấy ông xuyên tạc sư phụ, ông dùng đùa ngải hoặc là ông dùng những lời nói ngọt ngào để mà làm mấy con chấp tướng cho phụ bỏ thiên nước kiệt này. Nhưng cũng đừng có bỏ cha bỏ mẹ, phải tin có Thượng Đế, tuyệt đối phải tin thì được về trời. Có thể bỏ sư phụ, tại sư phụ chỉ là người truyền tin truyền cái đạo. Nên nhớ, tại vì mình khi mình rời khỏi nơi này, hôm nay ngồi đây có duyên gần sư phụ thì thương sư phụ, nhưng mà đâu biết về nhà vợ con anh em hay là ông thầy nào á, mấy ông nói sư phụ là tà, rồi lỡ như con tin ổng thì bỏ sư phụ mà tin ổng nhưng thì cũng được đi, nhưng mà đừng có bỏ cha của mình. Là Thượng Đế là thật, thời nay chỉ có Thượng Đế mới cứu quả địa cầu chúng ta. Phật Thích Ca hồi nãy sư phụ đã giải thích rồi, đã nhập niết bàn rồi, cho nên chùa nào cũng làm tượng Phật nằm không là vậy á. Đó là lời sư phụ khuyên là vậy. Rồi sau này tỉnh ngộ quay đầu lại, sư phụ ba ngày đã là thầy trò rồi, như cha con không bao giờ nước mắt mà chảy ngược đâu. Đói bụng quá chưa giờ ăn cơm ngon như thế này. Sư phụ nói về thầy Pháp Hòa. Thôi đụng chạm. Nhưng mà sư phụ nếu còn khởi cái đề tài này, sư phụ sẽ nói như vậy. Sư thường tấu về trên thiên đình về ông thầy Pháp Hòa, về những cái hiện tượng những thầy giả thời nay ấy, như ông Thích Trúc Lai Minh hay thầy Nhật Từ, sư phụ tấu về trời hết trơn à.
họ là Dạ So với Atula về đây đa số. Rồi cái mấy gì mới nói chúng sanh họ vô minh đó. Nếu mà họ tin thiên tử, họ tin thái tử, họ tin cái thời tận thế, họ tin thượng đế, họ tin Phật Di Lặc là người hiện bây giờ là đang tiếp nối để mà dựng cái lăng nghiêm, dựng cái đạo Phật trở lại, tức là đang mạt pháp, thì đâu có cần những Atula, những Dạ So này. Vì chúng sanh có cái nghiệp, họ không có cái trí tuệ, họ không có đuốc đi. Còn mấy con là đi đâu hia bảy dặm, đi ngang cái là gặp sư phụ, gặp thiên tâm, gặp cha gặp mẹ, là mấy con có đại phước hơn là cờ gù cờ gật, đại phước hơn là con chiên. Thì để cho những người, người nào có nghiệp của người đó, cũng như ở tù cũng phải có người cai ngục chứ. Ăn cây ngục nó dữ lắm á. Hồi xưa nó cũng ở tù rồi nó cũng xăm mình, rồi từ từ nó ra tù nó mới thành cai ngục. Thì cái thế giới là như vậy, đâu phải một bước một là có phước gặp được thiên tướng kiệt này đâu. Thì phải cần họ có họ. Thì sư phụ phải cảm ơn những cái người này, họ bầm dập. Cũng giống như những không có những cái chuyện giống như hồi xưa mấy đứa đệ tử của sư phụ là toàn đệ tử thầy Roma, thầy ông Phúc dạy bái thiền tầm 7 á, tạ không á. Họ không bị bầm dập, họ bị không bị bế tắc kinh mạch thì làm sao họ về núi để mà xu giải được họ. Họ bị điên á, chết sớm nữa. Với nãy sư phụ nói cách mà để nhận diện một thiên tử giả thì làm gì có thần thông, làm gì có rồng hộ mạng, làm gì trị bệnh được tà hay là ma quỷ được. Cái đó là thiệt đó, con hiểu không? Nó những người mà về núi Thiên Long Sơn hơn phân nửa là đều bị bệnh gọi là bệnh trượt á, sư phụ giải hết. Mấy đứa hồi thiên gần sư phụ, đứa nào đấy mà cũng phải tươi tỉnh. Họ thiên chúng ta căn bản là ngày nào cũng phải yêu đời nghe, cũng phải aggressive phải không, năng động phải không, và đồng thời không có bị nhức đầu, không có bị giống như bị người ta ém, mấy đứa con bị trượt ém á, nó làm mình khó chịu trong người lắm. Nó có giờ á, tại vì nặng nó ém mình á. Những đứa họ thiên xung quanh á là không có bị, là cứ gần sư phụ là có cái điển thanh bảy dòng hầu an của sư phụ là phủ hết cái vùng này. Hôm nay ai ngồi đây là may mắn cả năm á. Mấy cái người thiên tử giả, mấy ông thầy giả đâu có mấy cái này. Cho nên có những cái mà nếu mà người á, mà đừng có hồ đồ, đừng có làm mất duyên kỳ này, đừng có gọi là làm những cái chuyện mà phạm thượng là lớn á, thì họ mới ngồi nghiên cứu. Sư phụ thường nói sư phụ là nửa người phàm, nửa không phải người phàm. Nửa người phàm thì đang ăn cơm, nửa không phải người phàm là những lời bông hoa, những lời hay ý đẹp để mà lưu truyền nhân loại, để mà khi ai mà nghe những cái lời sư phụ nói vô trong cái tai á, cộng lại sư phụ có cái điển thanh á, sẽ nhớ. Khi nhớ lại gì giống như khẩu quyết, cũng như võ công vậy đó, ai đụng tới mình là mình đánh vậy đó. Thì lời của sư phụ là truyền cái khẩu quyết, truyền cái tâm ấn, để khi mấy con ra đời á, gặp những cái chuyện mà bức xúc hay là lên cơn giận khi con mình làm gì, mình không có nên tát nó bạc tay. Có nhiều người không kềm chế được lấy súng bắn nữa đó, là vì họ không có phước để nghe được cái âm thanh của sư phụ. Những người nghe được cái âm thanh directly sư phụ là có cái điển thanh, không có làm những cái chuyện đó thì con được cái gì? Không bị tử hình, không bị ở tù, không bị mất nhà, không bị mất tài sản. Nhiều khi mình nóng nảy với một người nào chỉ vì ăn gian ăn lận mình, hay là mình về nhà mình thấy vợ mình đang nằm với ai, mà hôm nay mấy con mà ngồi đây nghe những lời sư phụ nói, sư phụ là nửa người trời nửa người trái đất, thì mấy con cũng đã cảm nhận lại cái xác này vô thường. Hôm nay mấy con về nhà thấy con vợ mình nằm, bà vui vẻ nha, bảo đảm mấy con có cảm giác đó. Còn mấy con mà không có nghe lời sư phụ mà về nhà không nghe âm thanh sư phụ để mà truyền vô á, là mấy con vẫn là người phàm, sân si lên liền. Tại mình không biết là lúc đó làm gì, vô tủ để cái rầm là bị gì đó. Nó quan trọng là chỗ đó, gặp sư phụ hay không gặp sư phụ là chỗ đó. Duyên lắm thầy ơi. Cái gì? Nó là duyên. Thì có duyên, con có duyên mà. Nếu không có duyên thì làm sao mà sư phụ có
5-7 nghìn đệ tử ngày đêm á, không có ngày nào sư phụ được nghỉ ngơi 365 ngày luôn ở Thiên Long Sơn. Ngày nào cũng có người về thăm, có những đứa đệ tử ruột á, mà về Thiên Long Sơn sư phụ ở Houston về sư phụ cũng không nói chuyện nữa, tại sư phụ dành cái hơi để nói chuyện với mấy người ở xa ở lạ. Còn thầy trò gần thì không gặp chuyện này gặp kỳ sao. Nhưng mà 365 ngày, chưa có tính thứ bảy chủ nhật mấy con coi clip á, trời ơi khủng khiếp, đông dữ lắm, lúc nào cũng vậy. Thì là cái gì, người ta cũng còn có một chút xíu là nhân chi sơ tánh bổn thiện đó. Nhưng mà một lần đâu ngộ được. Mấy vị Phật dạy sư phụ á, mấy tổ á, là con á là phải giống như là xương lúc đầu á, mấy năm trước xương từ từ thấm đất. Sau này á sư phụ cũng vẫn còn nhiều người không hiểu sư phụ luôn. Thì lúc đó một vị lớn khác nữa, con á giống như nước nhiều thấm đất, tức là phải nhẫn nại rồi từ từ á họ mới ngộ, chứ không phải một lần về núi là ngộ. Một lần về núi đầu tiên là họ chỉ xin cái đồng tiền hồi nãy để cho cái cơ sở họ phát triển, cho con của họ ban đêm đừng có bắn game, đừng có bị ma rồi thôi, đại khái gì đó. Rồi lần thứ hai á, họ thấy có hiệu nghiệm á, họ mới về. Đâu ai ngu đâu mà đưa cái chán cho phụ vẽ liền con. Không có. Mà giàu có đưa thì phụ cũng không nhận liền nữa. Mà cái người mà vừa qua mà đưa cái chán cho phụ vẽ đó, là họ đã nghe chị em bà con Việt Nam á, đã nói nhiều rồi. Thì họ tin theo những người đó, sư phụ cũng không chấp nhận. Họ sư phụ muốn bản thân đích thân người đó phải có cảm nhận kìa. Chứ còn đa số về núi bỏ cái vé bye bye. Nghe sư phụ nói có nhập không? Hả? Nói gì với sư phụ, nói chuyện với sư phụ. Thì đó là sư phụ đang truyền tâm ấn cho mấy con để đừng có bớt sân si đó. Còn nghe trên đài nó cũng có hiệu lực nha, nhưng mà nó chỉ là giống như năm thôi. Còn cái này mới là vô 10 luôn nè. Ở trên thế giới, tại sao qua cái mùa Covid ai á mà bắt cái clip với sư phụ đọc kinh thì càng tốt, mà clip nói chuyện thôi, bảo đảm người đó sẽ ngủ được, sư phụ guarantee. Là vì khi sư phụ xuống trần á, sư phụ có những cái lực, mình dùng cái lực thôi để mà làm cho nhân loại cái tâm bình an là chủ yếu, để mà qua cái thời sàng lọc, qua cái thời tâm con người bây giờ á, không có ai mà tịnh tâm được á. Tâm nó xáo trộn thì đầu óc mình xáo trộn, đầu óc xáo trộn dễ cau có, đúng không? Thì những người lớn tuổi đa số là nhìn thấy tùm lum xung quanh, tiền bạc nhà cửa con cái mà ngủ không được. Chỉ cần bấm cái clip sư phụ sẽ ngủ được, tại trong đó sư phụ mẹ với cha đã cho sư phụ có cái thần lực đó để làm cho nhân loại được bớt khổ, dùng chữ là bớt khổ. Rồi cứu khổ là tự của con phải cầm đuốc đi nha. Tha lực là sư phụ cho, cha mẹ thượng đế và Phật cho. Cầm cái đuốc đi là cầm cuốn kinh. Rồi sau đó theo dấu thiên tâm để đi đâu á, mình có gặp cái chuyện gì buồn hay là mình đứng chờ một cái line nào làm giấy tờ á, mình cầm cái này á, mình mấy vị đứng ở đó, tại chỗ nào cũng có ông thần thổ địa đó, mấy vị có thể biết mình là người hiền, và đồng thời làm cho mình có thể may mắn, giống như thi quốc tịch Mỹ. Ai mà đeo này là bảo đảm đậu được hết, thiệt á. Tại vì mấy ông thần ở đó, mấy ông biết người này là người tốt. Hôm nay là cái dấu này là cái dấu của ai là mấy ông biết. Cái dấu này rất là quan trọng trong cái thời đại này. Hồi lúc những năm đầu mấy đứa mà làm dấu này bên Việt Nam á, rồi nó cũng là tâm thành lắm. Rồi nó xin phép sư phụ cho làm, tại sư phụ không có ham tiền. Sư phụ làm á, sư phụ giờ làm gì cũng nhiều tiền á, làm nón hay làm gì á mà mang tên sư phụ là cũng có tiền. Sư phụ không có mua làm vậy, sư phụ cho người Việt Nam làm. Thì tụi nó xin phép, con có biết mấy đứa làm á nhiều lắm á, con nghĩ bao nhiêu. Thì họ thiên cũng vậy, họ thiên chúng ta là không có ban bệ, không có marketing, không có ai mà nói những lời gọi là không có thật. Những lời sư phụ là thật thì hàng đệ tử xung quanh cũng phải là thật. Mình dùng cái tâm thật để mình đi độ đời và phục chúng. Mình không có cần phải phô trương hay lên mạng hay là nói gì,
mình ngồi ở đây, mình không có biết, nãy sư phụ không biết được ngồi ở đây nữa, tưởng đâu ngồi ở ngoài kia. Thì cái gì nó cũng phải là thật. Thì sau này á, con có biết cái thật đó, đó mà hôm nay á, là mấy chục triệu người đeo cái giống này, trong đó có hàng lãnh đạo Việt Nam rất là đông á, mà đeo giấu trong người thôi. Nên họ thiên là tự đốt đuốc đi là chính, phụ cho cái tha lực, tự phải đọc kinh, tự phải biết về Thiên Long Giang, ít nhất là một tuần cũng phải đi vô đây một buổi, cầm cái nhang khấn thì chạy ra cũng được. Giống như mình làm đâu ở đâu á, mình vô đây một tiếng đồng hồ, đem một bánh mì đó ngồi đó ăn, vừa hoặc là vô khấn ông Sơn Thần ở đây ở ngoài cũng được, không có hai nhà. Thì là mình có phước, mình cầm cái nhang mình khấn cho ổng một cái. Thì khi mình về nhà mình thì nhà mình cũng là ổng cai quản, ổng cũng là thổ địa ở khu nhà mình luôn á. Thì mình biết mình được biết bao nhiêu phước lộc. Mà cái này những tiểu bang khác nó không có phước, chỉ có Texas, Houston là có đại phước. Tại vì có ông Hồ Thu nó tên ổng luôn, nó tên một vị thần cho dân Houston biết, đâu phải là chuyện bình thường chứ phải xin phép ổng á. Bây giờ cả Houston ai cũng biết là trong nhà mình có ông A Hồ. Rồi cả khu thương mại Hồng Kông, nguyên cái khu đó ổng cũng cai quản. Muốn lên, muốn xuống, muốn phồn thịnh phải xin ổng. Ổng cho thì lên, ổng không cho thì từ từ băng rắp si nghe, đóng cửa. Đó là thật. Chỉ có dân Houston ngay chỗ nơi này mới là đại đại phước. Dân ở San Jose, Berkeley, Thiên Long Sơn không có phước. Là vì ngày xưa sư phụ đi tu năm 2007, bỏ cái building gần 7 triệu bạc. Rồi sư phụ tu theo đại thừa, thì lúc đó cả chục nghìn Phật tử rất là thương sư phụ, là một người giống như bỏ vợ, bỏ con. Thì lúc đó bà cũ bà vô chùa, bà cứ chửi tối ngày, bà nói ông đi tu á, ông không có cần building bự như vậy. Mà sư phụ lúc đó có 4-5 cái building cho hãng của bà luôn, cho building luôn, bà cũng vẫn dành cái building đó. Thì nó tóm tắt lại, thời sư phụ đi tu có khoảng chục nghìn đại tử thương sư phụ, và sư phụ gia viên tất cả những hòa thượng trên thế giới, người Việt Nam á, hòa thượng nào cũng biết sư phụ mà. Chỉ sau này có cái clip mà lễ quán đảnh á, hòa thượng Thích Thán Quang á làm lễ quán đảnh cho thiên tử á, là ổng có thần thông á. Tại vì xuống trần cũng phải giống như là cái buổi lễ giống như đăng cơ vậy đó. Thì hòa thượng Thích Thán Quang ổng vừa mới mất hồi mấy tuần trước. Phật tử họ chấp, họ không tin Phật Di Lặc, cộng với mấy ông thầy tu mà chưa có mở nhãn thì đâu có biết sư phụ là ai. Rồi đến lúc mà sư phụ phát tâm mua Thiên Long Sơn năm 2014, thì sư phụ thờ, sư phụ tiếp xúc với mấy vị thần Hồng Thiên Sông Núi nước Việt, tiếp xúc được với Hòa Thượng Tế Công, Tổ sư Bồ Đề, tiếp xúc được với Phật A Di Đà, tiếp xúc được với Phật Dược Sư. Đại khái là chuyện gì cần vị nào thì mình vị đó dạy sư phụ, Phật Bạn Âm cũng tiếp xúc. Nhưng mà về mặt mấy ông thần mà sư phụ thờ ở ngoài phía ngoài chỗ Thiên Long Sơn á, mà nhìn xuống á, có ai qua bển sẽ biết. Mấy Phật tử chửi, anh Kiệt tu ngồi thiền, anh từng ngồi thiền rất là giỏi, nghe xưa sư phụ ngồi thiền chiếc già không à, ngồi cái là 3-4 tiếng à. Thì mấy bà đâu có hiểu gì đâu, mấy bà nói là mình tà. Tại vì mấy ông thầy trong chùa chỉ thờ Phật A Di Đà, Phật Quan Thế Chí, Quan Thế Âm thôi. Mấy trong chùa không bao giờ thờ thần hết á. Còn sư phụ tiếp xúc với mấy vị thần, mấy vị thần dạy sư phụ rất là nhiều thứ về mặt đời. Thì sư phụ thờ những cái tượng ở ngoài đó, còn thờ luôn Long Dương rồi này nọ nữa. Thì cho nên bị người ta chửi là tà. Mà toàn là ai chửi? Những người vô chùa của mình, ăn ở trong chùa của mình. Tại vì sư phụ là đại thọ hết. Rồi đọc kinh là của mình in ra, bồ đoàn của mình đi mua, ế bê tinh là sư phụ. Vậy mà không biết cảm ơn, biết tu, biết Phật, mà bước ra khỏi chùa là chửi thằng Kiệt. Nó bây giờ nó tu thành tà rồi, nó thờ thần tùm lum trên núi. Rồi đến lúc mà ở trên mà ra bài kính thiên cha mẹ kêu lập đạo thiên tâm năm 2017, sư phụ còn bị chửi tan nát nữa. Rồi ở trong chùa hai ông chủ trì, ông nào mỗi lần có bồ á, bị má bà Phật tử cạo gió cái là đi ra khỏi chùa. Tại đi ra ngoài nó im ấm hơn, để chùa sư phụ bự lắm, bự nhất ở Berkeley mà.
thì là ai bị chửi, kiệt này bị chửi, Phật tử xe nô dơ chửi nát hết. Tới ngày hôm nay cũng vậy, họ chửi sư phụ nhiều quá, họ mất phước. Rồi hôm nay họ biết à, mấy ông thầy đó cuối cùng có bồ rồi, cũng lòi cái đuôi ra. Thầy Thu đã bị chửi gần 50 năm rồi. Cái tiếng vang đầu tiên nói xấu sư phụ, thì cái người đầu tiên nói thì hôm nay sám hối. Nhưng mà họ đã lỡ một, họ nói 10 người, 10 người nói gần 100 người, cái tiếng vang nó cứ đi hoài. Những cái người mới nghe thì người ta đâu có biết. Cho nên cả cái Bắc Cali không có đủ phước để mà mang cái dấu thiên tâm bằng ở Houston này. Gọi là một nhà không có linh đó. Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa cũng vậy, phải đi hàng nghìn cây số thì nói chuyện người ta mới độ được. Chúa cũng vậy, về tới làng của ông là bị chửi, con cha thợ mộc chứ có gì lạ đâu. Cái hồ cũng bị yên vậy. Cho nên dân Houston ở đây có đại phước, mà cái này sơ khởi như vậy mấy con phải gán nắm giữ cơ hội. Sư phụ không có làm gì tai tiếng, nhưng mà có những lúc quan ức trong cuộc đời tu hành á, không có giải thích được nghe. Bây giờ một hòa thượng đang nổi tiếng khắp thế giới, ổng có bồ, ổng đi ra khỏi chùa, mình biết rõ, ở trong ban trị sự biết rõ, có ai dám lên đỉnh chánh không? Tại trong luật Phật có cái nói áo vàng xử áo vàng, áo màu xử áo màu, mà đụng tới áo vàng là phạm thượng. Mà sư phụ đâu có bao giờ đính chánh, cứ bị oan ức. Ngày nào sư phụ ngồi trên núi ngồi buồn, lâu lâu có một bà Phật tử lên á, kiệt, tại sao con làm như vậy? Con là nhà từ thiện, bác rất là hâm mộ con bỏ hết tài sản hãng xưởng, con vô con ngồi thiền đọc kinh đọc Lăng Nghiêm rào rào, mà tại sao á con lại còn chấp, rồi con đuổi thầy của con ra khỏi chùa. Trời ơi, bà nói rồi, rồi giờ mình cãi như thế nào? Con thiệt á là tạo một rừng công đức mà lại quẹt với quẹt hết. Trời ơi, đủ kiểu để mà bị trách không? Tôi vừa bị oan nhiều lắm. Cuộc đời là bị oan ức rất là nhiều. Họ bị vô minh kia lắm đó. Không phải họ vô minh. Nói không qua không đúng. Tại vì họ bị cà gù họ gặp. Trong mắt sư phụ, mỗi lần mà khóa tu ở chùa Freeman, hiện giờ chùa Freeman đang còn á, đang hoạt động bệnh. Trong mắt sư phụ nhìn cái 700-800 ông mặc áo vàng, cả mấy nghìn Phật tử chùa lớn mà, vô áo chàng, rồi có những ông mặc áo nâu thì thị giả. Nhưng mà đa số sư phụ nhìn thấy mấy ông áo vàng không có hào quang. Trong mắt sư phụ, ai có hào quang sáng thì người đó tu đức độ. Ai có hào quang mà nâu nâu đen đen là ông đó không có đức độ. Chưa có ông nào mà sư phụ thấy được là ba dòng hào quang hết. Chỉ có mấy ông thầy Ta Tạng lâu lâu có ông Ấn Độ qua thì có 2-3 dòng. Trong mắt sư phụ là hào quang thôi, chứ không phải cái màu áo. Còn mấy con nhìn là nhìn màu áo. Ông nào tu cả đời là chùm cái mão đỏ lên là mấy con gọi là đại hòa thượng đúng không? Nhưng mà trong mắt sư phụ không có tính vậy. Nhưng có một lần á, năm 2014-15 gì đó, có lễ khóa kiết hạ, có một ông thầy nhỏ xíu à, mà đi đâu cũng bị mấy ông thầy bự sai như giặt vậy. Ô đem cơm tới này nọ, trời ơi, la gầy ông đó. Nhưng mà sư phụ thấy ông hào quang sáng. Còn mấy còn ông sư phụ của ông á, hào quang đang thui à. Nó đi ngược. Sau này sư phụ mới hỏi mấy vị là như thế nào, à, đó là một vị Bồ Tát. Còn mấy ông thầy cũng là người thường thôi. Hồi lúc mà những năm khởi đầu mà về chùa chiền tu hành á, sư phụ đi khắp Ấn Độ, đi tùm lum hết, rồi gieo du với những thầy ở trên chiếc OV. Nhà bự thì đóng cửa nhện văn vậy đó, lái chiếc OV rồi đi vòng vòng chùa này chùa kia ngủ, rồi đi tứ xứ, single man mà. Thì gặp ai á, cái đầu gối cũng lại, tại cái luật Phật tử là phải lại thầy. Những cái năm đó trời ơi, học đủ kiểu, mỗi một thầy sư phụ học mỗi kiểu mỗi tánh hết. Thì có một ngày mấy vị trên xuống thái tử, cái đầu gối của thái tử á, có vạn, không phải ai cũng mà lại đâu. Mấy người này phải tu hàng triệu kiếp á. Triệu á, chứ không phải nói nghìn nha, 1 triệu kiếp á, cũng không có bằng thái tử nữa. Thái tử đã thành Phật rồi, hôm nay thái tử chỉ xuống làm nhiệm vụ thôi. Nhưng mà đúng ngày đúng giờ, cái A Lại Giới Thức nó kêu mình phải buông hết. Đang làm chủ ngon lành, đâu có ai cấm mình đâu. Sư phụ mà muốn làm tỷ phú như kiểu Elon Musk á, ngày xưa mở nhiều building đi, không, nhiều đó đủ.
rồi giao cho vợ cũ hết. Mình chỉ cần cái building để mình đem thầy đồ vô để mà hoằng pháp thôi. Nhưng mà đến sau này á, Đức Thầy với mấy vị lớn mới gõ đầu. Đó là nói là giống như cái thử thách đã qua rồi, hôm nay phải đi ra độ đời. Nhưng mà không nhờ năm 2007 cho tới mà sư phụ vô tu từ thọ bác con trai, sư phụ cũng biết nghe. Không được ngủ giường nghe, ăn một ngày một buổi nghe, không được ăn đói bụng ban đêm ăn. Tức là môn khóa tu nào của đại thừa sư phụ cũng biết hết. Thì mình mới biết là mấy vị chỉ cho mình biết một bề ngoài thì như vậy, nhưng mà ở trong á nó ê chề lắm á, chùa dùng chữ ê chề thôi. Thử vô chùa mấy con sẽ biết. Thầy với thầy BD đánh ghẹn nhau. Em dâu của sư phụ chở ông thầy đi bác sĩ, câu cổ hung ta nhỏ nó đâu biết, nó bất ngờ đâu có phản ứng được. Nhiều chuyện ê chề lắm. Mấy cái giường á gom ra toàn là bia với khô mực với tôm khô. Mình không có nói chỗ này nhưng mà nó nhiều cái đó. Nhưng mà sau này mình mới hiểu, à dầu sao á cũng hơn là người phàm mặc áo đời như chúng ta. Cho nên sư phụ không muốn đụng tới thôi. Sư phụ sống từ trong chùa ra. Thì từ đó sư phụ mới biết được những cái gì mà để truyền dạy lại cho họ tử, đệ tử họ thiên. Sư phụ mới lập ra một, mới nghĩ ra một cái phương pháp. Mục đích mình tu không phải là cái hình thức và cái công thức hay là thọ bát quan trai, mà mục đích mình tu là để sanh ra trí tuệ. Cho nên bây giờ á, trong cuốn kinh Thiên Tâm á, chỉ cần đọc và lại sám hối và đi về nhà phải sống với hạnh phúc với chồng. Còn mấy bà Phật tử á, là muốn chán chồng muốn vô thì mấy ông thầy nói thôi con bớt cái chuyện gần chồng con nghe, ngủ riêng rồi em. Sư phụ ngược lại khác, mấy đứa đệ tử hội thiên mỗi tháng phải tốn 40 đồng đi Victory Secret về để mà mặc trước mặt chồng rồi nấu cơm cho chồng ăn. Rồi lúc đó con muốn ngồi nói chuyện gì chồng con nó nghe, gia đình hạnh phúc. Chúng ta sống thế gian phải hạnh phúc thế gian. Pháp xuất thế gian nó không rời thế gian, không rời thế gian pháp. Con xuống thế gian mà con chối bỏ cái khổ thì làm sao về trời sướng được, đúng không? Con không có bỏ cái tham sân si thế gian thì về trời làm sao? Nó vẫn y nguyên à. Tại cái lại giải thích giống như cái máy quay phim nó quay, mà con không xóa những cái hình xấu thì nó cũng vẫn còn nằm trong cái sim, đúng không? Thì cái công thức của sư phụ là vậy. Cho nên vợ chồng phải hạnh phúc, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Tức là khi mình đi làm á, mình cũng là chức lớn, supervisor, rồi làm nhiều tiền. Rồi đạo á, thì khi mà ngày nào, giờ nào mình vô chùa, mình đọc kinh, vô đây đọc kinh này, vô phòng thờ, phòng đọc kinh, thì đọc cho đúng. Chứ mình không có đi khập khởi, lúc đi, lúc chạy, niễn qua, niễn về. Như, nó như là xe đạp vậy đó. Phải là thăng bằng, đời với đạo phải thăng bằng, y như xe đạp, thì mới là đúng, thì mới về trời được. Còn nếu mà nói về cõi cổng trời, sư phụ nói rất là nhiều clip. Ở trên đó chỉ có một, không có Phật, A Di Đà, giảng sanh, cũng không có tiên là thấp hơn Phật. Cha là cao nhất tầng trời đại la thiên. Phật là cũng giống như một nhà thầy giáo. Ông có lực rồi có tiền, ông nói ok tôi lập Tiên Long Giang rồi về đây tu, rồi vô đó thành bông sen đại khái vậy thôi. Chứ tất cả các vị Phật đều dưới quyền của cha hết. Ai à, cho hộ đi restroom.